Gà con đây đang tách mẹ nhé, em đang tách mẹ ra rồi, con mẹ đang tìm nó đây. Đây con mẹ đang tìm mình. Đấy, gà con đang tách mẹ. Mình phải tách thôi. Bây giờ chứ bây giờ không tách là nó đi theo mẹ nó rồi, mẹ nó dẫn đi nó ăn uống không được, xong nó chết chứ cả chuột thì dám ăn. Đây mình tách đây, đấy cảnh mẹ tìm con này. Để anh em xem nhé. Gà con bới ăn chịu khó lắm. Đi ăn đây này, nhà mẹ ơi. Giờ nhà chúng nó về, còn gà con. Mình có thời gian mình nuôi gà này thì nó ăn uống nó sạch hơn. Con gà công nghiệp mình nuôi công nghiệp thì tăng trọng nhiều thì ăn uống thịt nó không ngon. Gà này thì ăn uống cũng ngon. Gà thịt dai, thịt chắc, ăn không bở thịt. Nói chung là mình có cây nhà lá vườn mình ăn thì vẫn hơn, tận dụng được hơn. Thích thì mình mổ mình ăn, không thích thì thôi. Như một số anh em nhà có điều kiện thì người ta thích thì người ta ra chợ người ta mua. Nhà em thì không có điều kiện thì em thôi cứ túc tắc em nuôi được con gà, em nuôi được con vịt, nuôi được con ngan, con lợn. Cố gắng thôi. Đang mùa dịch cũng khó khăn. Ai cũng khó khăn, cả nước đều khó khăn. Chứ không phải mỗi mình. Anh em nhớ xem và ủng hộ kênh em nhé. Kênh em đa dạng lắm. Ủng hộ em để em làm những clip mới cho anh em xem. Chăn nuôi, rồi máy móc, rồi cửa, nhôm, kính, các kiểu. Chăn nuôi, trồng cây. Bạn nhà lông. Thank you.
Ừ, không lại đây con. Đất thì không đất thì bây giờ phải đẩy ra chứ. Đây, vô đây kéo vô đây cho con. Dính cái gì nhỉ? Đấy dính cái gì? Cái cắm lên được vào nhé. Cắm cái gì mà cắm, cắt đi rồi lối lại chứ bố cắm cái gì, bố điện xong bố sao bố nằng nhằng đấy. Cắt đi nối lại chứ bố cái điện này nó giật cho thì không biết đâu, đi đi. Lấy kéo đi con. Mày cứ tao tát một phát đi cả. Đi vào nhà nhanh. Dính điện ở đây, rõ ra dính cái này.